Sau một ngày dài mệt mỏi, ghế massage Kenji Q8 chính là sự lựa chọn của tôi để nghỉ ngơi và thư giãn. Ghế massage Kenji Q8 với thiết kế ấn tượng, tinh tế từng đường nét, màn hình điều khiển thông minh, trang bị âm thanh vòng kép kết nối Bluetooth cho bạn thư giãn từng khoảnh khắc với hệ thống 20 túi khí kép phân bố đồng đều toàn thân. Hệ thống bi xoay cố định phân bố dọc lưng, chuyển động đồng bộ nhấn sâu vào các điểm đau, thư giãn cơ thể. Kết hợp với chức năng hồng ngoại duy trì nhiệt độ ấm áp ở mức 45-55 độ C, lan tỏa khắp cơ thể, giúp mạch máu được giãn nở và lưu thông. Massage mông cải tiến với con rung tác động đều đặn đến các múi cơ mông. Massage chân tổng thể với các túi khí chân, nhiệt hồng ngoại ở bắp chân và 4 đĩa bi ở 3 gang bàn chân, thư giãn đôi chân mệt mỏi. Chức năng massage không trọng lực, ghế ngã sau 170 độ làm giảm áp lực cột sống, khớp xương để loại bỏ những căng thẳng cơ bắp, mang đến giấc ngủ sâu và ngon hơn. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần ngồi vào ghế massage Kenji Q8 là cơ thể tôi hoàn toàn được thư giãn. Cảm giác toàn thân được hồi phục 100% năng lượng. Điều đó thật tuyệt vời.